có nghĩa là bây giờ anh Nhật ừ hồi đi hồi đi à, anh Nhật thích học trực tiếp hơn hay là thích học online? Như là trực tiếp hơn. Trực tiếp hơn thì học trực tiếp là nó có ưu điểm gì? Trực tiếp thì nói chung là học trực tiếp nó giống như là mình hòa đồng với cuộc sống hơn, chứ còn mà học online thì mình có cái máy tính nhìn nó chát. Ok ok, mình thi online này nó có ưu điểm gì? Online thấy toàn là nhược điểm không chứ có ưu điểm gì hết trơn. Ok rồi, cảm ơn. Chào các bạn, đây là Lâm Linh. Học online với học trực tiếp thì em thích cái nào hơn? Học trực tiếp hơn. Thì theo em học trực tiếp là nó có ưu điểm gì? Nhưng mà thì theo em thì thi trực tiếp nó có cái ưu điểm gì? Thi trực tiếp á thì cái việc kiểm soát riêng thì dễ thôi thôi. What? Online. Kiểm soát gì ta? Kiểm soát học viên. À ý. Tình hình các bạn thi nhiều hơn. À là giám thị coi mình chắc chắn hơn đúng không? Rồi. Cảm ơn em nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.